Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Chào mọi người, mình là Dũng, là kỹ thuật viên của Vida Shop. Cái mình là một chiếc loa kéo của hãng Agnostica Media. Nói loa kéo thì không ai là không biết về cái độ tiện lợi của nó, cũng như giá cả phải chăng mà mọi gia đình đều có khả năng sở hữu nó. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng sẽ có rất nhiều những sự cố xảy ra mà không phải ai cũng biết cách xử lý. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục những lỗi tại nhà và đỡ phải mất công đi bảo hành hay sửa chữa. Và lỗi đầu tiên chúng ta cần gặp đó là lỗi sạc pin không đúng cách. Các bạn để ở đây nó có 3 màu: đèn, đỏ, vàng, xanh. Thì tương ứng với màu xanh đó là pin đầy, màu vàng là pin còn 50% và màu đỏ là gần hết pin. Thì trong trường hợp đèn báo màu đỏ thì các bạn có thể cắm sạc thì đèn nó sẽ nhấp nháy ở màu đỏ. Khi chúng ta sạc đầy thì đèn nó sẽ báo màu xanh lá cây. Lúc đó chúng ta nên rút sạc ra để tránh trường hợp bị cháy pin. Tùy vào mỗi nhầm lo mà các bạn có thể sạc từ 3 đến 5 tiếng. Không nên sạc quá lâu và cũng không nên vừa hát vừa sạc để tránh làm hao tổn pin. Hết thời, hư hỏng liên tục, bạn rối tung rối mù, muốn hát nhưng mất hết cả hứng. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, tư vấn tận tình, nghe âm thanh tận tai, giao hàng tận nơi, phối ghép chuẩn xác, lắp đặt nhanh chóng, gọn gàng đẹp mắt. Bài nào cũng có, không lo mất hứng. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.